Xin chào các bạn. Thì để đầu tư cho tương lai, lựa chọn thời điểm nào để du học là một trong những yếu tố quan trọng khi các bạn quyết định đi du học, đặc biệt là tại Mỹ. Theo kinh nghiệm của nhiều bạn du học sinh học tại Mỹ, thì đi học từ những năm trung học phổ thông sẽ mang lại cho học sinh nhiều lợi thế. Và vì sao lại như vậy? Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm, xin đưa ra một vài lý do như sau. Thì đầu tiên là đầu vào các trường trung học tại Hoa Kỳ thường thấp hơn các trường đại học với mức điểm trung bình và khả năng tiếng Anh ở mức khá trở lên là có thể được nhận vào một trường trung học tại Hoa Kỳ. Nếu bắt đầu con đường du học ngay từ bậc phổ thông, sẽ có nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng tiếng Anh và làm quen cũng như là hòa nhập với văn hóa của Mỹ. Học phổ thông tại Mỹ sẽ giúp cho các bạn học sinh có sự chuẩn bị thật tốt khi bước vào bậc đại học. Và nền giáo dục tại Mỹ thì rất chú trọng đến độ tuổi trong bậc học phổ thông. Vì vậy mà chương trình trung học tại đây luôn tập trung vào việc phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất cũng như là tinh thần cho các bạn học sinh. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức ở trên lớp thì hầu hết các trường trung học đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh của mình. Đây là một trong những điểm khác biệt giữa nền giáo dục của Mỹ và Việt Nam. Sau khi hoàn thành bậc trung học, học sinh sẽ có thể có cơ hội được nhận vào các trường đại học danh tiếng tại Mỹ cũng như là các trường đại học khác trên thế giới. Chất lượng giáo dục nổi tiếng trên thế giới cũng là một trong những ưu điểm của các trường trung học tại Mỹ. Điều này được khẳng định bởi hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ đầy đủ cho việc học tập tại trường. Và đặc biệt với các trường trung học tư thục, học sinh sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp với giáo viên và các bạn sinh viên bản xứ. Ngoài ra thì các học sinh tốt nghiệp trung học loại giỏi sẽ có rất nhiều cơ hội được cấp học bổng hoặc là hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ dành cho đào tạo bậc đại học. Hình thức đánh giá sinh viên tại Mỹ không phải chỉ dựa vào lý thuyết suông mà là cách học sinh vận dụng lý thuyết vào thực tế. Yêu cầu khả năng tự học, tự nghiên cứu, độc lập cao, phương pháp giáo dục, đào tạo ở Mỹ đòi hỏi học sinh phát huy tối đa tính tự giác. Và để chọn cho mình một ngôi trường phù hợp với trình độ cũng như là được giải đáp thêm thắc mắc về vấn đề du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc đến một trong những địa chỉ gần nhà nhất là quận 1 hoặc là quận 5, cũng có thể là chi nhánh ở thành phố biển Nha Trang.